trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettimes, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý vị đã không rời máy để theo dõi chương trình luận đàm thời sự trên đài Little Sài Gòn TV. Thưa anh Quân, thì chúng ta thấy rằng là với cái tình trạng mà Hoa Kỳ cũng như những nước Tây phương là lớn tiếng và lo lắng về cái chuyện mà Trung Quốc có thể thua kiện rồi lập cái vùng nhận dạng phòng không, thì trong khi đó ông phát ngôn nhân của Trung Quốc là ông Dương Vũ Quân thì nói là bất cứ nước nào có chủ quyền nào cũng có quyền lập ra cái vùng nhận dạng phòng không. Về vấn đề này thì các nước khác không cần làm rùm beng lên như vậy. Và theo anh thấy rằng là nó có cái chain, nó có cái cơ hội, nó có cái khả năng là Trung Quốc sẽ lập cái vùng nhận dạng phòng không ở Trường Sa nếu mà họ thua kiện không? Tôi nghĩ là cũng rất là khó. Là tại sao? Là tại vì mình nhớ là họ có trong quá khứ họ làm cái vụ 2013. cái vùng yeah. nhận diện đó ở bên biển Hoa Đông. Yeah. Nhưng mà nó không có dính vào những cái gọi là chỉ cái duy nhất là cái đảo Senkaku là có thể là hai bên là còn tranh chấp nhau. Yeah. Chứ còn ở Biển Đông là tất cả mọi đảo đều là tranh chấp. Ví dụ như là cái chót đó, khi mà đầu tiên đó là Hoa Kỳ đã cho tàu vào một cái đảo mà nhân tạo ha, do họ xây lên, và sau đó là họ vào Hoàng Sa. Thì do cái việc mà hải quân Hoa Kỳ đi sát vào cái đảo Hoàng Sa, nó cho thấy là Hoa Kỳ không công nhận là đó là đảo Hoàng Sa, đó là thuộc về hiện giờ là Trung Quốc chiếm nhưng mà không phải thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì do đó nó rất là khó mà Trung Quốc có thể dựa trên các đảo nhân tạo và nói đây là có thể làm cái vùng như là nhận dạng như là hàng không được. Đó là một. Cái thứ hai đó, khi mà Trung Quốc kéo giàn khoan vào cái biển, cái vùng Bắc Bộ đó, Vịnh Bắc Bộ đó, thì nó đã có một cái precedent, nó có một cái trường hợp, đó là giữa Nhật và Trung Quốc. Nhật và Trung Quốc có một cái vùng giữa hai bên mà về vấn đề tranh chấp, thì Trung Quốc đã kéo giàn khoan và tìm dầu khí, thì Nhật Bản đã là đòi sẽ mang ra nghĩa là tòa án quốc tế. Thì đây cũng vậy, nếu mà khi hai cái vùng mà nó sát nhau mà chưa có gọi là quyết định là phía nào về phía nào đó, chia rẽ đó, thì Việt Nam cũng nên sẵn sàng đưa cái đó ra tòa án quốc tế để coi ai ở vùng nào, dù không thì liệu Việt Nam có đủ sức hay có dám, không nói đủ sức thì đủ thôi, nhưng mà có dám làm hay không, đó là cái chuyện. Thì ở đây đó thì mình thấy là cũng như là anh Khiêm nói đây, nói chung đó thì khi Việt Nam, Trung Quốc thấy Việt Nam đi thân ông Obama quá đó thì nghĩa là họ dọa, mà họ dọa thì liệu mình có sợ hay không, cái đó mình có đủ sức hay là cứ sợ bóng sợ gió đó. Có giàn khoan mà kéo vô đó thì có thể kiện được, mà phải kiện liền lập tức, chứ không phải để cái như cái giàn khoan trước đây họ kéo vô xong này họ lại rút ra, lúc đó mình kiện đó là mình có. Tại vì họ dựa trên cái gì? Họ dựa trên Hoàng Sa. Khi 1951 đó thì họ dựa trên Hoàng Sa, họ nói là chủ quyền của họ, nhưng mà không được quốc tế công nhận. Cái đảo Hoàng Sa là họ chiếm của Việt Nam Cộng Hòa, đâu có được công nhận đó là lãnh thổ của Trung Quốc đâu. Do đó đó thì nó còn nghĩa là vấn đề mà ra tòa đó, Việt Nam có nhiều cái cơ hội mà thành công, nhưng mà có dám làm hay không, đó là một cái chuyện. Thì cảm ơn anh Quân. Theo Khôi á, thì hồi xưa khi ông Thủ tướng Winston Churchill á, trong cái trận địa nhị thế chiến á, thì ông có nói cái câu một cái nước mà hèn hạ, hèn nhát mà không dám đối diện với chiến tranh á, thì sẽ nhận được cả hai, vừa gặp
phải chiến tranh mà vừa bị hèn nhát, thì tức là trở áp dụng cái câu của ông á, với Việt Nam á, là Việt Nam bây giờ cứ nhịn Trung Quốc, nhịn hoài thì cuối cùng sẽ gặp cả hai, thay vì á, là chỉ gặp chiến tranh thôi, chỉ vừa gặp chiến tranh mà vừa gặp luôn cái sự hèn nhát, thì Khôi nghĩ như thế nào? Dạ thưa chú, cái đó là tại vì chính quyền cầm quyền của Việt Nam là hèn nhát thôi, chứ dân Việt Nam mình đâu có hèn nhát. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai, giả dụ mà Trung Quốc có muốn mà lập vùng nhận dạng phòng không hay là tiến tới nữa, thì cái vấn đề này là tạo điều kiện cho Hoa Kỳ, thực sự là tạo điều kiện cho Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta hiện thời chúng ta nhìn thấy tình hình thời sự ở bên hai miền Triều Tiên với lại Nam Hàn. Khi mà Triều Tiên Bắc Hàn mà mạnh lên, tức là dỡ cái thói răng đe, dỡ cái thói côn đồ lên á, thì lại tạo điều kiện cho Nam Hàn với lại Hoa Kỳ đưa cái dàn phòng thủ tên lửa, muốn thỏa thuận để đưa dàn phòng thủ tên lửa vào Nam Hàn. Thì đó, nếu như mà Trung Quốc có muốn làm những cái chuyện đó thì thật ra lại tạo điều kiện cho Hoa Kỳ. Bởi vì gần đây chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đi thân hơn với Phi Lục Tân. Phi Lục Tân thì gần đây nhất lại muốn là nói là chúng tôi muốn làm lực lượng tàu chiến, chúng tôi muốn có một cái hạm đội tàu chiến, thì như vậy là lại tạo điều kiện hơn cho Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì nói rất là rõ ràng là chỉ bảo vệ cái vấn đề đường thông thương hàng không với hàng hải, chứ còn vấn đề chủ quyền là Hoa Kỳ không có đụng tới. Việt Nam và Phi Lục Tân muốn lo vấn đề chủ quyền thì phải làm cho mình mạnh lên. Thí dụ như Phi Lục Tân kiện, thì Phi Lục Tân đã kiện, nhưng mà bên phía Việt Nam thì vẫn là không có làm gì hết. Mà trong khi đó những ông tướng Trung Quốc qua thì nhắc 16 chỉ vàng 4 tốt, rồi nhắc lại là láng bà con xa không bằng cái láng giềng gần. Thì trong trường hợp đó thì Khôi thấy là có thể là chấp là chính quyền Cộng sản Việt Nam chấp nhận hèn nhát để mà được tiếp tục cai trị không? Chính quyền Cộng sản thì có thể sẽ làm việc đó, nhưng mà người dân mình thì lúc đó mình sẽ thấy là người dân mình khác. Nhưng mà dân thì hiện giờ đứng bất lực, hiện giờ thì đang trong cái tình trạng khó khăn. Thực ra nếu nói dân Việt Nam bất lực ấy, thì cái đó là mình mới nhìn bề ngoài thôi, chứ bây giờ mỗi một ngày, từng ngày một, cái người dân Việt Nam bắt đầu bớt sợ đi. Mà bớt sợ có nghĩa là người ta tăng lực của dân Việt Nam lên. Cho nên khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy, mà tỏ vẻ khiếp nhược, thì tới cái lúc mà người dân người ta sẽ phải có cái thái độ. Mà cái thái độ đó làm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi lại, chứ không phải là vẫn như cũ. Bây giờ trở lại vấn đề của Việt Nam đó, thì chúng ta nhìn thấy điều này là từ trước đến nay đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn khiếp nhược trước Trung Cộng. Nhưng mà bây giờ đó, cái việc mà khiếp sợ đó, bắt đầu nó giảm đi từ từ. Nó giảm từ từ chỗ nào? Hồi xưa đó thì Việt Nam lệ thuộc Trung Cộng rất nhiều. Bây giờ thì bắt đầu nghĩa là mời ông Obama tới, và cái đường gọi là đường hàng hải quốc tế đó, thì cái đường hàng hải quốc tế chắc chắn là không có nước nào muốn Trung Cộng ngăn cản. Cho nên cái việc mà Trung Cộng đặt ra cái nhận dạng phòng không ấy sẽ chỉ có thể xảy ra đối với một vài nước nhỏ ép, chẳng hạn như Lào bảo là đây là cái vùng đất của vùng biển đông đất của tôi, anh không đi được qua. Nhưng mà đối với nước lớn ấy, như là Hoa Kỳ và Nhật Bản ấy, chẳng hạn, và chẳng hạn Úc chẳng hạn, thì cái đó không thể nào xảy ra được. Riêng đối với lại Việt Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam lúc nào cũng sợ, nhưng mà cái sợ là một chuyện, vẫn phải theo như là những nước chung quanh ấy, Philippines như thế nào, thì Philippines mỗi ngày mà mạnh lên, Việt Nam lúc đó sẽ không có thể mà nhát đến mức độ đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh đó, là cái chuyện mà Tổng thống Mỹ qua thì đâu phải ông Obama qua, trước đây Clinton ông qua, ông George W. Bush ông cũng qua, bây giờ ông Obama cũng qua. Thì cái vấn đề mà chuyện Mỹ qua nó có phải là chuyện đó mà để làm cho Việt Nam thay đổi không? Bây giờ Việt Nam đã xác nhận rõ là hai đảng Cộng sản anh em cùng cái xã hội chủ nghĩa với nhau, núi liền núi, sông liền sông, là coi như là sống chết với nhau. Và Trung Quốc tiếp tục kềm và nói rằng là phải hai bên phải thực hiện cái thỏa thuận, mà thỏa thuận đó là thỏa thuận gì mình không biết. Cái mà mình nghĩ rằng
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hèn mãi thì cũng không thể không thể hèn mãi được, bởi vì chúng ta nhìn thấy một điều là Hồng Kông nó nhỏ có chút xíu thôi mà mấy những người một vài người dân Hồng Kông người ta dám đòi Hồng Kông trở thành độc lập. Đài Loan cũng là một nhỏ chút xíu thôi mà bây giờ Đài Loan có một tổng thống cũng muốn độc lập, và từ đó cho thấy một điều là Trung Quốc có những cái khó khăn về nội tại của họ và Việt Nam cũng có những cái khó khăn ở trong nội bộ. Cho nên hai cái nước gặp khó khăn thì có thể cộng tác với nhau, nhưng mà tới một lúc ấy, thì Trung Quốc gặp khó khăn nhiều hơn và Việt Nam ấy, thì bây giờ đang muốn thoát ra từ từ. Những lần trước ấy, ông Tổng thống Bill Clinton và Bush ấy, thì lúc đó Trung Cộng chưa có hung hăng đến cái mức độ mà làm cho dân Việt Nam nổi giận. Bây giờ đã hung hăng đến mức độ mà bây giờ kể cả Philippines hồi trước ấy, đâu muốn đi với Mỹ, bây giờ bắt đầu phải đi với Mỹ. Dạ, cảm ơn anh Kim. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.